Cách học văn hiệu quả cho giai đoạn nước rút. 1. Lên kế hoạch, lấy thời gian còn lại của em chia cho đầu công việc. Hãy cố gắng gạt tất cả những âu lo giai đoạn cuối này. Em chỉ cần hoàn thành đúng tiến độ, làm tốt nhiệm vụ trong ngày mà em đã đề ra thôi. Nhớ nhá, hoàn thành đúng tiến độ, không chỉ hoãn nữa. 2. Học theo thứ tự ưu tiên, top các vấn đề quan trọng của năm 2022. Thầy đã có nói rồi, các bạn xem lại list video của thầy nhá. 3. Giai đoạn này đã học đủ qua các kiến thức rồi, giờ là lúc học qua đáp án. Học cách này để em định được câu nào nhiều điểm, cách trả lời như thế nào, bố cục hệ thống ý như thế nào. 4. Bỏ túi cho mình các mở bài và kết bài cho các tác phẩm. 5. Có nhiều cách học, không gian học, đừng bó buộc cứ ngồi vào bàn học mới là học. Ghi âm lời thầy cô lại, trước khi đi ngủ, tối nào cũng nghe. 6. Luyện viết, căn thời gian hợp lý, không còn gì đau đớn bằng kiến thức có mà không viết kịp vì tay chậm quá, mỏi quá, chữ